bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thử xem là cái căn bệnh viêm màng sụng vành tai nó là căn bệnh như thế nào qua buổi trò chuyện cùng với tiến sĩ bác sĩ Lý Xuân Quang. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Diễm Loan và chào quý khán giả của chương trình. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho quý vị được biết là viêm màng sụng vành tai là căn bệnh như thế nào ạ? Và có phải là cái vành tai là nó nằm ở vị trí này không bác sĩ? Đúng là ở ngay vị trí đó. Dạ, xin bác sĩ chia sẻ kỹ hơn ạ. Viêm sụng vành tai là tình trạng viêm của cái màng của cái khung sụng vành tai ở hai bên thái dương đây. Dạ. Thì đối với viêm sụng vành tai thông thường nó sẽ gây ra tình trạng đau kéo dài và đôi khi có tình trạng nhiễm trùng. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì triệu chứng hay là dấu hiệu nào để chúng ta biết là mình đang bị mắc căn bệnh này ạ? Thì viêm sụn vành tai cũng khá là dễ chẩn đoán. Tại vì biểu hiện đầu tiên là bệnh nhân cảm nhận được cái đau ở vùng vành tai. Thì khi bác sĩ khám thì thông thường sẽ thấy dấu hiệu là của tình trạng viêm, tức là có sưng, nóng, đỏ và đau ở vùng vành tai. Có thể là một bên, thông thường là gồm một bên và cũng có thể hai bên xảy ra. Dạ, vậy thì nguyên nhân nào lại dẫn đến căn bệnh có thể khiến cho cái tai mình nó cứ đỏ lên rồi nó đau như thế thưa bác sĩ? Thì cái viêm sụn vành tai đó được xếp vào bệnh lý viêm nhiễm, có thể là có nhiễm trùng hoặc có thể là không nhiễm trùng. Thì cái nguyên nhân mà mình thường gặp ở cái viêm sụn vành tai thì phần lớn là do chấn thương vùng vành tai. Chấn thương này có thể là một cái chấn thương do một cái tai nạn làm rách da sụn vành tai rồi sau đó nhiễm trùng. Hoặc có thể là một cái chấn thương do mình xỏ lỗ tai không đúng vị trí thì nó sẽ có thể gây ra viêm sụn vành tai, và thậm chí là có thể gây ra là sau cái phẫu thuật ở vùng tai, có thể ngay phẫu thuật ngay trên vành tai hay là phẫu thuật của tai giữa cũng có thể gây ra cái viêm sụn vành tai này. Như nhân vật của chúng ta đã chia sẻ thì sau khi làm đẹp thì bị đau, vậy thì thưa bác sĩ, có cách nào để chúng ta đi xỏ lỗ tai mà vẫn an toàn, không có lo là mình bị căn bệnh viêm màng sụn vành tai hay không ạ? Thì đối với trên vành tai này có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần vành tai có chứa sụn, và thứ hai là phần vành tai không chứa sụn, hay mình gọi là phần giá tai. Thì đối với cái xỏ lỗ tai mà truyền thống là chỉ xỏ trên phần giá tai này thôi, không có đụng chạm gì tới phần sụn hết. Thành ra là xỏ cái phần đó thì tương đối là an toàn, chỉ đảm bảo cái nguyên tắc vô trùng thông thường là có thể xỏ được rồi. Đôi khi là không cần phải đến cơ sở y tế, người ta cũng có thể xỏ lỗ tai được. Nhưng cái xỏ lỗ tai loại thứ hai, xỏ lỗ tai theo hiện đại bây giờ là để làm đẹp, thì xỏ lỗ tai là trên ngay cái phần sụn vành tai này đây. Thì khi xỏ lỗ tai ngay trên sụn vành tai đó thì thực ra là mình phải chịu hai cái nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất á, mà ngay trước mắt á, là nguy cơ nhiễm trùng. Nguy cơ nhiễm trùng nếu mà mình phương pháp vô trùng không tốt thì cái sụn vành tai là rất dễ xảy ra tình trạng nhiễm trùng và viêm. Mà nếu mà xảy ra viêm thường thường nó sẽ gây lan tỏa chứ không có phải là khu trú một điểm như những cái vị trí khác. Thì đó thì mình phải vô trùng cho tốt để tránh cái tình trạng viêm đó. Thứ hai, cái nguy cơ thứ hai là cái nguy cơ mà thường gặp hơn và thực sự nó là khó giải quyết hơn, đó là do sẹo lồi ở vành tai. Thì cái nguy cơ mà gây xỏ lỗ tai mà gây sẹo lồi vành tai là rất khó điều trị. Đối với viêm sụn vành tai đã khó điều trị rồi, nhưng mà cũng có thể có phương pháp điều trị là sử dụng kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc tại chỗ tốt thì nó sẽ qua khỏi phần lớn các trường hợp. Còn đối với sẹo lồi ở vành tai thì rất khó điều trị, có thể phải làm cho cái vành tai nó trở nên xấu đi, biến dạng và mất đi cái vành tai thông thường, biến dạng thành một cái khối sẹo lồi rất là to ở bên vành tai đó. Mặc dù cho dù mình can thiệp sớm, cắt bỏ cái sẹo lồi hay là chích thuốc, thoa thuốc ở trên đó, nhưng mà cái tỷ lệ tái phát lại sẹo lồi và nó gây biến dạng về lâu về dài là rất thường xảy ra. Chúng ta sẽ điều trị như thế nào khi chúng ta đã bị viêm màng sụn vành tai và nó có biến chứng nặng nề hay không nếu như không được điều trị ạ? Thì đối với viêm sụn vành tai, mình lưu ý nhiều về cái viêm sụn vành tai liên quan tới nhiễm trùng. Tại vì bên cạnh nó có những cái viêm sụn vành tai liên quan tới dị ứng miễn dịch thì mình để sang bên. Mình bây giờ mình nói về cái viêm sụn vành tai liên quan tới nhiễm trùng. Thì tùy cái mức độ khác nhau của tình trạng nhiễm trùng trên sụn vành tai. Từ mức độ nhẹ nó chỉ là viêm, sưng, nóng, đỏ, đau, thì lúc đó đó mình chỉ sử dụng là kháng sinh, kháng viêm và cái chăm sóc tại chỗ thì có thể trở về bình thường. Nhưng mà thông thường cái điều trị kháng sinh này tối thiểu thì cũng phải 2-3 tuần trở lên. Tại vì cái nhiễm trùng ở sụn vành tai nó
dễ dưa và dễ kéo dài. Thì tình huống thứ hai là tình huống mà viêm sụn vành tai dẫn đến là áp xe gây tụ mủ, thì lúc đó mình phải rập dẫn lưu cái phần áp xe đó ra và chăm sóc rất là kỹ, có thể thay băng ngày 2-3 lần để mình làm giảm bớt tình trạng tụ mủ ở vành tai, thì cái hy vọng cái vành tai nó sẽ hồi phục lại bình thường hay là gần như bình thường. Còn nếu mà mình không điều trị kịp thời thì cái sụn vành tai này nó viêm lâu dài thì nó làm cho tiêu cái sụn này đi. Wow. Và hoặc là áp xe nó sẽ gây là hủy hoại cái sụn vành tai. Mà khi cái sụn vành tai bị hủy hoại rồi đó thì cái vành tai mình biết đó là được đứng vững và có hình dạng như thế này là nhờ cái khung sụn vành tai phía dưới và bao phủ cái da bên ngoài. Khi cái khung sụn vành tai đó đã bị tiêu hủy rồi thì tai mình lúc này nó sẽ bị co dúm lại. Ví dụ như là một cái hình dạng của cái bông cải đó, ha, tức là nó co dúm lại. Đó là tình trạng thường thấy nhất. Và chăm sóc mà hay là bệnh nhân phải bị cái bệnh lý mà viêm sụn vành tai hay là áp xe thì gây ra đau rất là khó chịu. Thỉnh thoảng có những trường hợp cũng có thể gây ra nhiễm trùng huyết, gây ra tình trạng bệnh cảnh nhiễm trùng nặng từ cái viêm sụn vành tai. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Cảm ơn Diễm Loan, cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua chúng tôi đều sẽ cố gắng mang đến cho quý vị thông tin thật thiết thực, gần gũi với cuộc sống của chúng ta, những cái căn bệnh mà có thể quý vị nhìn thấy hoặc bản thân mình có thể mắc phải để từ đó chúng ta phòng ngừa. Vì vậy đừng quên theo dõi chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị.